Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao giải thưởng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc gia châu Á Thái Bình Dương năm 2015 và lễ tôn vinh 20 năm giải thưởng chất lượng quốc gia. Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam. Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2015 gồm 20 giải vàng chất lượng quốc gia và 57 giải bạc chất lượng quốc gia cho 77 doanh nghiệp. Gạch ngói đất sét nung là sản phẩm của Quảng Ninh lọt vào top giải bạc chất lượng quốc gia. Với sự cải tiến về công nghệ, sản phẩm gạch ngói đất sét nung của gốm đất Việt không rêu mốc, màu sắc đồng đều bền bỉ với thời gian, chống thấm nước, chống trơn trượt. Công nghệ sản xuất dựa trên dây chuyền thiết bị tiên tiến, máy móc nhập khẩu từ những nền công nghiệp hàng đầu thế giới như Đức, Ý. Hiện nay, sản phẩm gốm của doanh nghiệp đã có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc và hơn 40 quốc gia trên thế giới. Giải thưởng chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao vị thế các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế.